Mi ơi, mi mau đi cứu anh Trường đi, anh Trường nguy kịch lắm rồi. Mi làm sao? Anh nghe bị tự nhiên bị ngã ra đất đi mẹ. Mi mau đi cứu anh ấy đi. Đưa mẹ đi. Ở đâu? Ôi ôi, con ơi, mày làm sao đấy? Mẹ ơi, mẹ anh mau cứu anh ấy đi, anh nguy kịch lắm rồi. Tôi không muốn mất anh ấy đâu. Trường ơi, Trường ơi. Mẹ này nhẹ thôi. Nó tỉnh rồi. Mày làm sao con? Con bị tê. Bây giờ mẹ chữa hộ qua cái bệnh tê này được không? Tê. Nó là cái gì? Tao không biết. Mẹ không biết á? Ôi trời ơi! Anh ơi! Tê. À! Đây! Thuốc đây! Tỉnh đi con! Tê là thiếu tiền tiêu Tết! Cảm ơn mẹ đã giải đấu thành công! Con đi đây! Ôi trời ơi! Chỉ là không yêu thương con sao?